Sáng 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tại di tích quốc gia Cuba, Lăng Cacahua, Trung tướng Victor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba. Trong tiếng quốc thiều hùng tráng của hai nước, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Cuba tươi đẹp, anh hùng và giàu lòng mến khách, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Cuba thời gian qua luôn là một trong những trụ cột, hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Trên cơ sở thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng ký năm 2011, kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2023-2025, quốc phòng song phương đạt nhiều hiệu quả. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị trên tinh thần tình đồng chí, anh em, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng đảng, báo chí, xuất bản. Chuyến thăm Cuba của đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Sáng cùng ngày, ngay sau lễ đón chính thức, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn đã đến thăm Sư đoàn Tăng 1011, Bộ các lực lượng vũ trang Cuba. Bày tỏ ấn tượng với bề dày truyền thống, cũng như sự lớn mạnh không ngừng của sư đoàn cả về tổ chức, lực lượng trong chặng đường gần 60 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn đơn vị tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác cách mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba giao phó, chiến đấu và chiến thắng bất kỳ hành động xâm lược nào của kẻ thù, xứng với tên gọi quả đấm thép của các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Tại Sư đoàn Tăng 1011, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã ghi lưu bút trong sổ vàng truyền thống của đơn vị và trao quà tặng cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba, chiều cùng ngày, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm, đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên mang tên Người. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động và tự hào được đến thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba giữa trung tâm thủ đô La Habana. Viết lưu bút tại đây, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh đây là biểu tượng cao đẹp của mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba do các lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Cuba dày công vun đắp trong suốt hơn 6 thập kỷ qua. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trò chuyện thân mật và tặng quà kiến trúc sư Joan Díaz Gómez, người đã thiết kế công viên Hồ Chí Minh, tặng quà cho các cháu thiếu nhi và nhà trường gần khuôn viên công viên Hồ Chí Minh. Đến thăm tặng quà một số gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh Cuba tham gia chiến đấu tại Việt Nam và các chuyên gia y tế Cuba đã từng sang Việt Nam hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ chân tình quý báu của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Quốc phòng mời các đoàn cựu chiến binh các nước trước đây đã từng trực tiếp giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến sang thăm Việt Nam, trong đó có cựu chiến binh Cuba. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc các cựu chiến binh và các thân nhân gia đình liệt sĩ Cuba luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 8 tháng 10 tại Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Sư đoàn 316 Quân khu 2 tổ chức tọa đàm giữ gìn phát huy giá trị danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tọa đàm nhằm tập hợp ý kiến rộng rãi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về giá trị danh xưng, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ,
khơi dậy niềm tự hào và phát huy giá trị cao quý, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 36 Quân khu 2 nhấn mạnh, Bộ đội Cụ Hồ là tên gọi thân thương, trìu mến mà nhân dân đã trao tặng cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ đội Cụ Hồ đã hội tụ những phẩm chất đạo đức, văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam thời đại mới. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở khách quan để khẳng định danh xưng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là một nét văn hóa quân sự đặc trưng, tiêu biểu, đã góp phần làm giàu những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam trong 8 thập kỷ qua, xứng đáng được đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung làm rõ thêm những phẩm chất đặc trưng cơ bản làm nên giá trị danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, ý nghĩa của danh xưng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ đối với việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất của người quân nhân cách mạng và đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thì theo tôi thấy, danh xưng Bộ đội Cụ Hồ làm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi quân nhân. Chúng tôi hiểu rằng danh xưng Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là danh hiệu mà còn là tiêu chuẩn đạo đức, khuyến khích mỗi quân nhân phải sống và làm việc theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, sống có trách nhiệm với đơn vị, với đồng chí đồng đội và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Thì quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, tôi nhận thấy danh xưng Bộ đội Cụ Hồ luôn thúc đẩy chúng tôi học tập và rèn luyện. Trên cơ sở những giá trị của danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, các ý kiến tại tọa đàm đã tập trung làm rõ những tác động tích cực của giá trị này đối với việc giữ gìn, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở Sư đoàn 36 thông qua những câu chuyện, việc làm cụ thể ở đơn vị. Những biện pháp từ cấp sư đoàn đến cấp phân đội nhằm góp phần giữ vững, phát huy giá trị danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 36, hội tụ những phẩm chất tiêu biểu của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đối với ở đơn vị chúng tôi thì mỗi cán bộ chiến sĩ thì đều tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, được gọi với danh xưng là Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy và lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi thời điểm. Thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, duy trì kỷ luật ở đơn vị. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ là giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực làng Nù của xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đã có rất nhiều những tấm gương, những câu chuyện, những việc làm cụ thể, như là có những đồng chí đã sẵn sàng gác lại hạnh phúc trăm năm của mình để tham gia giúp đỡ bà con nhân dân. Có những tấm gương, những đồng chí gia đình bị ảnh hưởng rất lớn bởi bão lũ, như là đồng chí Binh Nhất Nguyễn Đức Quyến, chiến sĩ của Trung đội 5, Đại đội 6, vẫn sẵn sàng lên đường để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giúp bà con nhân dân. Sau đó thì mới hoàn thành nhiệm vụ thì mới cơ động về nhà để cùng với gia đình để khắc phục hậu quả thiên tai. Để giữ gìn và phát huy những giá trị danh xưng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ gắn với đặc điểm tình thực tiễn của đơn vị, thì trong cái thời gian vừa qua thì đơn vị chúng tôi đã triển khai rất nhiều các cái biện pháp cũng như cách làm hiệu quả. Thì trước hết thì chúng tôi tập trung vào giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội hiểu như thế nào về danh xưng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, vì sao quân đội ta lại được nhân dân yêu mến đặt với danh xưng như vậy. Một trong những biện pháp nữa mà đơn vị chúng tôi đang triển khai thực hiện rất hiệu quả, đó là chúng tôi chú trọng vào công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tuyên truyền giáo dục và giữ gìn cái hình ảnh phẩm chất danh xưng Bộ đội Cụ Hồ thông qua cái phong trào như là quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, thông qua hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hay là thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh để cùng với bà con thực hiện những cái việc làm hành động cụ thể. Thì qua đó cũng đã góp phần giữ gìn và phát huy cái phẩm chất danh xưng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ. Ban tổ chức đã nhận được 21 tham luận và các ý kiến trực tiếp tại tọa đàm, đã góp phần khẳng định danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ nhân dân trao tặng là một danh hiệu cao quý, giàu ý nghĩa nhân văn. Đặc biệt là những câu chuyện chân thực của cán bộ chiến sĩ khi trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, được chia sẻ tại tọa đàm đã gây xúc động mạnh mẽ, là minh chứng rõ nét thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của Bộ đội Cụ Hồ. Có thể khẳng định, danh xưng, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là sự kế thừa, kết tinh những giá trị đạo đức, văn hóa tiêu biểu của con người Việt Nam, đồng thời là một giá trị văn hóa quân sự đặc sắc trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở quan trọng để kiến nghị, đề xuất cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hôm nay khi mà được tham gia tọa đàm của Báo Quân đội Nhân dân và Sư đoàn 36, thì bản thân tôi thì cảm thấy rất là xúc động về danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ
Đặc biệt là trong cơn bão lịch sử số 3 vừa qua, thì với hình ảnh của các chiến sĩ, cán bộ của Sư đoàn 316 giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão thì đã để lại trong chúng tôi những cái tình cảm rất tốt đẹp, rất sâu đậm, và chúng tôi nhận thấy đó là những cái tinh thần đoàn kết, là tính kỷ luật, là sự gắn bó, là tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của bộ đội, của chiến sĩ trong thời bình hiện nay. Với những cái phẩm chất đặc trưng của bộ đội Cụ Hồ, nó phải trở thành cái thuộc tính trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi luôn luôn đau đáu suy nghĩ là làm sao cần phải làm tốt hơn cái vai trò đó là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi được nhân dân giao cho, để góp phần làm cho danh xưng, danh hiệu bộ đội Cụ Hồ thực sự và xứng đáng trở thành di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Sau 3 giờ trao đổi, thảo luận dân chủ sôi nổi, tọa đàm giữ gìn, phát huy giá trị danh hiệu bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định những phẩm chất, truyền thống tiêu biểu và giá trị độc đáo, đặc sắc của danh xưng, danh hiệu bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 về việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Chiều ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 142 học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 năm 2024. Tham dự buổi lễ có Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện và đại diện các bệnh viện, các phòng ban của Học viện. Đợt này có 41 học viên hoàn thành chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, 55 học viên chuyên khoa cấp 1, 46 học viên chuyên khoa cấp 2. Các lớp đều có tỷ lệ tốt nghiệp loại khá giỏi cao. Để đạt được những thành tích đó, trong quá trình học tập, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, học viên ở cả ba khối đã xác định tốt nhiệm vụ cũng như yêu cầu đặt ra đối với bản thân, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tranh thủ thời gian ra sức học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong thời gian học tập ở đây hơn 2 năm, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo rất sát sao, ân cần của ban lãnh đạo học viện, các khoa phòng ban, cũng như các thầy cô ở bên của khoa bộ môn cùng với đồng đội, đồng nghiệp. Bản thân chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu và luôn chủ động tìm tòi, học hỏi những cái chân trời, những kiến thức khoa học mới. Và chúng tôi đã hoàn thành khóa học chuyên khoa 2, chuyên ngành nội trung. Với kết quả hôm nay là bản thân tôi thấy rằng là rất tự hào và cũng rất là xúc động. Trong suốt quá trình học tập thì tôi đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên kịp thời của lãnh đạo, ban giám đốc học viện, bệnh viện quân y 103 và tất cả các khoa phòng trong học viện để giúp đỡ cho tôi có thể có thời gian quý báu rèn luyện bản thân, học tập trong suốt 2 năm vừa qua. Và ngày hôm nay được nhận tấm bằng tốt nghiệp của nhà trường, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi mình là một trong những cá nhân có thể tiếp bước truyền thống anh hùng của Học viện Quân y. Đây sẽ là hành trang cho tôi để tiếp tục quay về đơn vị công tác và rèn luyện để đóng góp cho nền y tế của bệnh viện, của nước nhà và trong quân đội. Bên cạnh sự hỗ trợ từ cán bộ, giảng viên, lãnh đạo học viện, gia đình cũng là hậu phương vững chắc, tạo động lực cho các học viên hoàn thành xuất sắc khóa học. Rất là vui mừng và phấn khởi. Đấy, còn tôi đã tham gia được cái khóa học chuyên khoa cấp 1. Gia đình là người hậu phương luôn giúp đỡ, là động viên cho con luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong cái ngành y của mình để phục vụ mọi miền Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Học viện Quân y mong muốn các học viên tiếp tục thể hiện bản lĩnh và nhiệt huyết học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng y khoa, phát huy hết năng lực và cháy hết mình cho đam mê, áp dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn. Việc học đối với nghề y, đối với thầy thuốc của chúng ta là học suốt cả cuộc đời, học suốt cả cái sự nghiệp làm nghề. Thì tôi rất mong cái việc học tập tiếp tục của các em ấy, đó là thường xuyên phải cập nhật và củng cố kiến thức cơ bản, kiến thức nền. Chúng ta muốn đi sâu vào những cái lĩnh vực chuyên khoa thì cái kiến thức nền, kiến thức cơ bản chúng ta phải hết sức vững. Thế và một cái điều nữa,
mà cũng rất quan trọng. Cái bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp thì luôn luôn phải được trau dồi và đi liền với nhau. Những năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Cán bộ, giảng viên, học viên của học viện đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn lực y tế cho quân đội và đất nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân.